sống nếu có căng thẳng quá thì vào đây nhá. Đây là giải trí lành mạnh. Các cháu trung học cơ sở với cả trung học cái gì Thái Bình. Tí đi đi cái làng gốm này cũng ấy mà. Đi cái làng gốm này cũng vui lắm. Tức là đây là cái ở ngay cái chỗ cổng này. Thì vào đây là mất vé. Anh vào có hoàn lỡ hơi này. Chán nản cả ngày chả được cái gì. Cuộc sống nếu mà căng thẳng quá thì có thể vào đây giải trí được. Ở các cái xưởng khác này thì người ta cũng ấy như này, nhưng mà về cái quy mô như này thì nó không được như này. Nam thanh nữ tú rồi cả Tây. Điểm phát đất. Trung học cơ sở với cả trung học phổ thông Thái Bình. Bọn này có phải cho thêm mấy ngày nữa không làm được cái cốc. Bảo xem cái video cho nó ấy đi. Xem video cho nó kỹ đi thì không xem. Ngày xưa mà tôi mà biết là tôi vào đây tôi tán gái đấy. Ngày nào tôi cũng vào đây. Là cái nơi mà nói chung giới trẻ mấy các thứ này. Hồi trẻ của mình cũng ấy lắm. Nhưng mà vào đây phần lớn là người ta đã có gia đình. Cho các bạn đi thăm cái chỗ này. Có đằng khác này là được cô ấy hướng dẫn cho à. Làm được cái cốc cũng trả ra cái thể thống gì. Đấy. Vào đây nó giảm áp lực đi nhiều mà. Hai mẹ con của chị Tây vẫn đã xong đâu. Vẫn lần quần ở đây. Vẫn tô tượng. Vào đây thì phải xem cái video hướng dẫn trước. Đây, tức là cái video này cách nặn đất mấy các thứ này. Và bắt đầu mới ấy. Nó bảo bọn kia nó đi ấy xong rồi. Đi ăn. Vào trong làng nghề xem có cái gì để ấy. Nếu mà mọi người ấy thì là đây này, khổ cái này để mang về này. Nếu mà cuộc sống áp lực quá xong rồi con cái mà ấy thì là cho chúng nó vào đây thì là. Để gọi con, chở con nó đi về.